Tại khu vực cách ly phía tây của thành phố Đà Nẵng, những ngày qua, hàng chục cán bộ chiến sĩ Ban Chỉ huy quân sự huyện Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng đã tham gia làm nhiệm vụ mà phần lớn là đoàn viên thanh niên chi đoàn cơ quan quân sự. Có mặt từ ngày đầu thành phố thực hiện cách ly, Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Đặng Quốc Quang cùng với các bạn trẻ đã làm nhiều việc như canh trực, tuyên truyền, động viên bà con, chuyển thức ăn đến các phòng ở bên trong khu cách ly. Công việc tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm bệnh nên anh và mọi người ăn nghỉ luôn tại khu cách ly. Bản thân tôi thì tiếp tục phục vụ bà con đến tận nơi, không ngại khó ngại khổ, không ngại sợ cách ly, không sợ ảnh hưởng đến bà con, vẫn tận tình phục vụ bà con đến hết mùa dịch này. Gần 2 tuần, Đà Nẵng thực hiện chỉ thị 16 của Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh COVID-19. Đã có hơn 600 cán bộ đoàn viên thanh niên thuộc 7 chi đoàn cơ sở cấp quận và 56 chi đoàn quân sự phường, xã của thành phố tham gia làm nhiệm vụ tại hàng chục điểm phong tỏa, cách ly. Thành phố cần thì bọn em sẽ xông pha đi mà không quản ngày đêm để có thể phục vụ và đem đồ tiếp tế lên cho người nhà của người đang cách ly, là họ sẽ không cảm thấy cô đơn khi mình đang được cách ly ở đây. Và thay vào đó bọn em sẽ kết hợp với lực lượng vũ trang và sẽ vận chuyển hàng hóa lên cho người đang được cách ly. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, chính quyền thành phố Đà Nẵng đã phong tỏa, chốt chặn, cách ly tại hàng chục điểm, xây dựng 2 bệnh viện dã chiến. Trong đó, các đơn vị quân đội trên địa bàn quản lý 4 khu vực cách ly tập trung với gần 2.000 người. Trong thời gian vừa qua, thì lực lượng vũ trang thành phố đã phát huy tinh thần trách nhiệm rất cao. Trong đó, chúng tôi đánh giá vai trò của các đồng chí đoàn viên, thanh niên lực lượng vũ trang, những cán bộ, chiến sĩ trẻ luôn tích cực đi đầu trong phòng chống dịch. Chúng tôi đã chỉ đạo cho lực lượng này làm tốt công tác phối hợp với các lực lượng thực hiện làm tốt công tác ở khu vực cách ly. Chúng tôi tham gia với các lực lượng truy vết và xác định các đối tượng để báo cáo kịp thời cho cấp ủy chính quyền địa phương. Bằng những việc làm thiết thực, tuổi trẻ lực lượng vũ trang thành phố Đà Nẵng và các địa phương đã giúp đỡ và trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc cho nhân dân để chiến thắng đại dịch COVID-19.